Phản ứng của Harilu khi thấy Miyu lên tiếng bênh vực nhan sắc và gọi mình là soái ca. Harilu đã có những chia sẻ chính thức trên trang Instagram cá nhân. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì những lời động viên và thông báo tình trạng sức khỏe của mình. Chiều 22 tháng 2, trên trang cá nhân của mình, Miyu bất ngờ chia sẻ một status nói về nhan sắc của Harilu. Cô thẳng thắn lên tiếng bênh vực bạn trai tin đồn và hy vọng mọi người đừng so sánh lung tung hình ảnh của nam diễn viên. Đồng thời Miyu cũng cho biết thêm, trong mắt của Miyu, Harilu vẫn luôn là soái ca. Miyu lên tiếng bảo vệ bạn trai tin đồn Harilu. Ngay sau đó, phía dưới bình luận, Harilu cũng để lại bình luận đang bật khóc. Miyu nhanh chóng an ủi, thôi đừng khóc nữa, thương thương. Được biết Miyu và Harilu kết duyên từ lúc đóng cùng bộ phim 4 năm 2 chàng một tình yêu. Nhiều người nghi ngờ mối quan hệ phim giả tình thật giữa hai người, bởi sau đó cả hai rất thân mật với nhau tại các sự kiện hay sinh hoạt hàng ngày. Những ngày gần đây, diện mạo mới của Harilu, ngay sau khi gặp tai nạn cách đây một năm, là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ bàn tán về sự khác biệt, một bộ phận cư dân mạng còn gây bức xúc khi thẳng thắn thể hiện sự thất vọng trước ngoại hình hiện tại của nam diễn viên, đặc biệt nhất là hình ảnh chiếc mũi bị méo mó. Để phản đối lại những bình luận tiêu cực này, không ít bạn bè và người hâm mộ đều đồng loạt lên tiếng bênh vực và bảo vệ Harilu. Mới đây, Harilu đã có những chia sẻ chính thức trên trang Instagram cá nhân. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì những lời động viên và thông báo tình trạng sức khỏe của mình. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, Harry vẫn khỏe, tâm sinh lý đều khỏe, Harilu cho biết. Các nam thần tuổi Tuất của showbiz Việt sẽ ra sao khi để mặt mộc? Rũ bỏ lớp son phấn mặt mộc có là một trong những điều khiến fan girl thích thú nhất. Gương mặt mộc của Sơn Tùng MTP khiến nhiều người bất ngờ bởi làn da mịn màng, trắng sáng không tì vết. Giọng ca em của ngày hôm qua khá tự tin khi để mặt mộc đi ra ngoài. Quang Vinh là một trong những mỹ nam không bao giờ già của làng giải trí. Quang Vinh luôn giữ được sự trẻ trung của mình. Sở hữu sẵn những đường nét điển trai trên gương mặt, ít ai nhận ra vẻ ngoài trước và sau trang điểm của Kevin Khánh. Anh nhận được khá nhiều lời khen ngợi khi để mặt mộc lại trẻ trung hơn rất nhiều. Nếu như không phải hóa trang theo nhân vật trên sân khấu, thì hầu hết tiến luật để mặt mộc 100%. Ông xã của Thu Trang thường xuyên chia sẻ ảnh đời thường, không cậy đến phấn son trên mạng xã hội. Gin Tuấn Kiệt là một trong những nam thần mới được khán giả trẻ chú ý. Đời thường của anh bao giờ cũng thu hút hơn hàng chục nghìn lượt like. Tết Mậu Tuất 2018 rung động với những vụ thảm sát đau lòng ngay ngày đầu năm mới. Thảm án 5 người trong cùng một gia đình, cái chết đến trước thềm năm mới. Dường như nỗi ám ảnh từ vụ án Nguyễn Hải Dương còn chưa qua đi. Thì mới đây, 5 người trong cùng một gia đình trú quán tại phường Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bị thảm sát nghiêm trọng ngay trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15 tháng 2, tức ngày 30 Tết, Công an phường Hưng Hòa nhận được tin báo có người chết trong căn nhà ở hẻm 132, đường số 7 trên địa bàn phường, nên lập tức đến hiện trường để kiểm tra. Sau khi tiếp cận hiện trường, tổ tuần tra phát hiện cửa nhà khép hờ. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Thêm vào đó, khi lực lượng tuần tra mở được cổng bên ngoài, thì bị con chó bẹt dê của gia đình chống trả dữ dội, nên không vào được bên trong. Nhận thấy đây là một vụ án giết người nghiêm trọng, ngay lập tức Công an quận Bình Tân cùng với Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm phá án của Bộ Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ cho quá trình phá án. Vào trong kiểm tra, lực lượng Công an thấy bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi nằm gục chết ngay trước cửa ra vào. Tại các phòng ngủ trên lầu 1, Công an phát hiện chồng bà Hồng là Mai Xuân Chinh, 46 tuổi tử vong trong phòng ngủ, với cổ có nhiều vết cắt sâu. Ba người con của vợ chồng là cháu Mai Xuân Triệt, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi bị sát hại tại những phòng ngủ khác với nhiều vết đâm trên cơ thể. Tại hiện trường, công an tịch thu hung khí gây án, bao gồm một con dao Thái Lan cán vàng, một dao làm bếp cán nhựa dài khoảng 30 cm, dính nhiều máu.
Từ phản ứng của con chó bẹt dê cùng nhiều dấu vết thu được tại hiện trường, công an nhận thấy rằng hung thủ chỉ có thể là người thân hoặc người làm công cho gia đình. Tuy nhiên, trong 3 người công nhân, có 2 người công dân quê Thanh Hóa đã về quê ăn Tết trước thời điểm nạn nhân bị giết. Chỉ còn lại Nguyễn Hữu Tình vẫn ở lại nhà riêng ông Chinh vào đêm tổ chức bữa tiệc tất niên cho công nhân về quê. Hơn nữa, Facebook của y lại đột nhiên bị khóa sau khi vụ thảm sát xảy ra. Chính vì thế, cơ quan công an khẳng định Tình chính là hung thủ đứng đằng sau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 16 tháng 2, mùng 1 Tết, lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án khi đang ăn nhậu cùng với một người bạn tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tại cơ quan điều tra, y khai nhận động cơ giết người chỉ vì tư thù cá nhân và cướp tài sản. Tình cho biết do ông Chinh cùng bà Hồng thường xuyên thiên vị cho 2 người công nhân cùng quê và hay la mắng mình nên cảm thấy khó chịu. Do đó, hắn lên kế hoạch để giết chết cả gia đình người chủ vào đêm tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Được biết, vào đêm đó, Tình xin ở lại nhà ông Chinh để tiếp tục làm. Khi nhận thấy ông Chinh ngủ say, hắn dùng hung khí sát hại ông Chinh. Bà Hồng phát hiện ra liền bỏ chạy, nhưng bị Tình đuổi theo và giết ngay tại cửa ra vào. Tiếp đó, hung thủ đi đến các phòng ngủ của các con ông Chinh, ra tay sát hại dã man nhằm bịt đầu mối. Sau khi gây án, Tình lấy chiếc xe máy dựng trước cửa nhà của nạn nhân, rồi bỏ trốn về Long An. Hung thủ Nguyễn Hữu Tình sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, là công nhân xưởng inox của gia đình nạn nhân. Đến thời điểm gây án, hung thủ vừa đủ 18 tuổi để chịu trách nhiệm hình sự. Được biết, Tình quê quán tại An Giang, hay tụ tập với bạn hút chích và bị bố mẹ đánh mắng nhiều lần mà vẫn không bỏ được. Sau đó, y bỏ học để đi bán vé số và làm phụ xe khách. Trước thời điểm gây án 2 tháng, y có đi khám nghĩa vụ quân sự nhưng không trúng tuyển, nên lên Sài Gòn làm thuê cho xưởng inox nhà ông Chinh, rồi gây ra vụ thảm sát. Theo lời kể của người dân xung quanh, gia đình ông Chinh sống rất hòa nhã với hàng xóm. Mỗi năm, vào sáng mùng 1 Tết, cả gia đình đều cười nói vui vẻ đi chúc Tết, nhưng năm nay cả xóm dường như không có Tết. Cây mai nở rộ, nhưng người lại không còn mà ngắm. Mâu thuẫn gia đình, hai cha con ôm nhau tẩm xăng tự tử ngày mùng 5 Tết. Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2, chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 81A021 chạy trên đường với tốc độ cao vượt rào chắn cổng khu di tích lịch sử văn hóa Biển Hồ, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, rồi lao xuống đồi Vọng Cảnh. Lúc này trên xe có một tài xế taxi và một cháu bé tầm 3-4 tuổi. Khi cách đồi Vọng Cảnh hơn 50m, tài xế dừng lại bên lề đường và đổ xăng châm lửa đốt xe. Khi ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, tài xế điều khiển xe lao xuống hồ nước, nhưng lại bị cây lớn ngăn chặn, khiến chiếc xe dừng lại cháy ngùn ngụt ở lưng chừng dốc. Chỉ vì níu kéo vợ không được, tài xế taxi ôm con đốt xăng xe tự tử và lao xuống ở biển hồ. Ngay lúc đó, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nhưng do ngọn lửa quá lớn khiến hai nạn nhân bị thiêu cháy biến dạng. Theo đó, tài xế taxi chính là anh Trần Quốc Thi, 24 tuổi và cháu bé Trần Quốc Huy, 4 tuổi là con của Thi, trú quán tại xã Ba Lết, huyện Đắk Đoa. Qua điều tra, công an đã xác định nguyên nhân khiến anh Thi tự tử bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Thi cố níu kéo nhưng không thành mới dẫn đến cái chết đau lòng của hai cha con. Vụ án mùng 1 Tết, chồng giết vợ vì ghen tuông. Vợ chồng ở với nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào thì hãy ngồi xuống và bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đừng có thường cẳng chân hạ cổ tay. Rồi để lại câu chuyện đau lòng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2018. Chiều ngày 16 tháng 2, tức mùng 1 Tết, tại ngôi nhà tổ 11 ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc anh Cang sinh năm 1986, vô tình cầm máy tính bảng của vợ mình là chị Trang sinh năm 1990, thì phát hiện chị Trang có nhắn tin tình cảm với một người đàn ông lạ. Anh Cang hỏi chị Trang người đó là ai, nhưng hai bên lại xảy ra cãi vã to tiếng với nhau. Trong cơn ghen tuông, anh Cang cầm dao chém nhiều nhát khiến chị Trang tử vong tại chỗ. Sau đó anh Cang đến trụ sở công an để đầu thú về hành vi giết người của mình. Đâm chết bố vợ khiến mẹ vợ và vợ bị thương nghiêm trọng ngày mùng 4 Tết. Vụ án mạng nói trên xảy ra vào tối ngày 19 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Theo đó, vào tối cùng ngày, anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1986, đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ là ông Lê Xuân Hải, 60 tuổi, để nói chuyện cùng với vợ. Tuy nhiên, do có hơi men trong người, Phương liền to tiếng với vợ và hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau đó, khi thấy Phương cầm dao, hai vợ chồng ông Hải chạy ra can ngăn thì bị y chém vào đầu túi bụi, khiến cho ông Hải tử vong tại chỗ.
mẹ vợ và vợ của Phương bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Nam. Ngay khi nhận được thông tin, công an xã Yên Trung đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng giết người. Hiếp chị dâu bất thành, vung dao chém chết hai người rồi tự tử vào ngày mùng 3 Tết tại Cao Bằng. Thảm án diễn ra vào ngày mùng 3 Tết 18 tháng 2 khiến 3 người chết, 2 người bị thương, làm cho người dân ở thôn Phiên Dịch, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào rạng sáng ngày 18 tháng 2, sau khi đi chơi về khuya, đối tượng Hoàng Văn Huỳnh đã vào phòng chị dâu mình là Nông Thị Khảo thực hiện hành vi giao cấu, nhưng bị chị kia ảo chống cự và bỏ chạy. Huỳnh lập tức lấy dao chém chị, khiến chị bị thương nặng. Ông nội của y là Huỳnh Văn Lý, 74 tuổi, chạy ra can ngăn, thì bị Huỳnh chém chết tại chỗ. Trong lúc điên cuồng, y lao vào phòng chém hai cháu là con chị, khiến cháu Tiên tử vong, còn cháu Tâm bị thương. Sau đó, Huỳnh chạy vào bếp, dùng dây điện treo cổ tự tử. Sau khi hô hoán người dân, chị kia ảo và cháu Tâm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc. Theo cung cấp của công an xã Phan Thanh cho biết, gia đình hung thủ có hoàn cảnh rất đáng thương, chỉ còn lại mẹ và anh trai, còn bố thì đang đi tù. Trước đây y là một người ngoan ngoãn hiền lành, chịu khó làm ăn. Nhưng sau khi đi làm ăn xa bị bạn bè lôi kéo, Huỳnh đi vào con đường nghiện ngập. Lúc gây án y đang trong tình trạng ngáo đá. Vụ án mạng này khiến cho người dân trong vùng bất ngờ và đau lòng trước cái chết của gia đình nạn nhân.